Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 4, thì gần như là tròn một tháng kể từ ngày mình quay video clip hướng dẫn các bạn cái phương pháp nhân giống mới. Thì hôm nay thì như đã hứa là mình sẽ cập nhật kết quả của cái phương pháp nhân giống này. Thì hôm trước thì mình sử dụng tổng cộng hết là 9 lá ha. Thì như các bạn đã thấy trong video đây thì có tổng cộng 4 lá đã lên mầm rồi, có lá mới và rễ luôn. Và không may là có 2 lá bị hư. Thì ngoài ra thì nó còn 3 lá còn tươi, những cái lá này nó chưa trên lên mầm nhưng mà đã bắt đầu có khả năng là nó sẽ lên mầm trong thời gian tới. Nói chung là những cái lá nào còn tươi thì nó sẽ đều có khả năng lên mầm được. Quan trọng là vấn đề thời gian thôi. Thì ở đây mình sẽ cập nhật chi tiết ha, các bạn xem cho kỹ hơn. Đây là 3 lá đã lên mầm và cây con này. Có cả rễ luôn nha các bạn. Đây là rễ của những cái lá. Và đây ở ly bên này thì chỉ có một lá to nhất lên mầm thôi. Thì đây, và bây giờ thì mình sẽ mở ra từng lá cho các bạn xem kỹ hơn ha. Nói chung các bạn cứ gỡ ra nhẹ tay thôi, kẻo làm hư cái những cái nhánh con thì khá là uổng công sức gần khoảng một tháng trời. Đây, lá này nó chưa có lên mầm ha, nhưng mà các bạn thấy ở đây tuy là chưa lên mầm nhưng mà ở cái phần này nó khô lại và nó nhú ra một cái phần này như là cái cùi ha. Thì cái cùi này sau này nó sẽ bắt đầu ra, có thể ra rễ và nó ra cây con mới, nên các bạn giữ lại những cái lá như thế này luôn, đừng bỏ. Còn đây là 3 lá để lên mầm của tụi mình. Có một lá rớt xuống nước rồi. Lá này vừa có rễ, vừa có lá mới luôn. Lá này thì lên nhánh con hơi là bị hơi cao chút xíu ha, cao hơn hẳn lá phía trước. Và cũng có rễ luôn. Còn đây là lá to nhất trong ly trên, thì lá này lên khá là khỏe. Ở đây mình thấy hình như là đến có khả năng lên đến 2 cây trên lá này. Và đây rễ rất là nhiều luôn. Đến ly bên này thì mình sẽ lấy 2 lá chưa lên mầm ha. 2 lá này thì mình cũng sẽ giữ lại. Đây, lá này cũng đã có mầm luôn, nhưng mà nó chưa ra rễ. Còn đây là lá bự nhất. Các bạn thấy rõ không ha? Đây, lá này lên nhánh rất là to luôn. Đây là thân nè, thân lá rễ có đủ cả. Thì đối với những cái lá mà nó đã lên rễ như thế này thì các bạn sẽ để những cái lá này lên vào một cái chậu và ở phía dưới có một lớp đất ha. Một lớp đất, và các bạn sẽ không vùi những cái lá này ở dưới cái lớp đất đó, các bạn để ý hờ trên đất thôi thì rễ nó sẽ tự bám xuống. Và đối với những cái lá này thì các bạn cứ tưới ướt đẫm, ướt giữ ẩm mỗi ngày cho đất đó thì cây nó sẽ mau ra nhiều rễ hơn và sẽ bám xuống đất. Thì vài tháng sau thì các bạn sẽ có được một cây sen đá hoàn chỉnh. Và đây,
Các bạn xem rất là đã ha. Mình có tổng cộng đến 5 5 lá, 5 lá nó lên mầm. Rồi không biết là kết quả của các bạn như thế nào, các bạn cùng chia sẻ bên dưới phần comment cho mình cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong clip lần sau. Nhớ các bạn nhớ subscribe kênh của trang vườn sen đá.vn để theo dõi những clip bổ ích tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.